Bọn ổn thay nít nhóm nâng trong dây bẹp bọn thần nâng công nịch này ca chạy chạy ẩm lê chá. Tạm bất dùng tạm ca sẵn kết nâng ca sạch đạp rồi bọc nhóm cơ lòng máu. Thầy càng nẹ chùm niên mà chùm nuôn cơ đôi chìa ca ăn mà chùm nuôn. Dương khuyên tha nâng lơ lộp nít mà nụ dưỡng miên ca chạy chỉ bị bập hết từ lư này chật này cả chạy chạy lệ kim trong vậy tha anh vậy tha chạy kế nâng mình chạy hay hết Paul ấy đã vừa ở quạt áp chạy hay hết Paul ấy đã vừa ở quạt áp chạy nè chạy rồi còn mình chạy ní mình miên ấy chia cầm hoài còn tai đại dương ai tha nè mình trái mình là ó có viên mình men chơi rừng môi để tha trầm trời đài một là hai ấy bị đua tha bê khắc mà bị có áp đẳng mình men quạt mình trong trái gì hay là mỗi nè đại mình trái trái nín cứ con mình miên tầm loa không cả trái vì ai mau bị ca đại quạt nơi mến sự thật nơi không cổ xa rồi có bạn mặt sẵn cung này còn rủ nơi nâng cứ ở sân miên vật vật hoa này cả chạy ẩm lệ hình chẳng thế này rồi bê đại quạt chạp đàn thông nâng đầy máu cứ quạt khuyên tha cả chạy ẩm lệ và chạy ở tới cứ khu này ẩm miền rồi có cả chạy ẩm lệ ai chạy hết cơ tuôn nâng hoa là khắc mà đặt luôn bình chẳng hết rồi vừa ở quạt xong là chất thác mình chạy ẩm lệ thì xây cả đời xong bây đại chỉ cầm nết xong bây đại chỉ cái đây sẵn lánh bê khlát chứ mùi nẹ đã tích cứ quạt ảnh nghi chạy cái đáp bao chứ mùi bóng bà ôn rồi còn nẹ đại quạt chất sẵn nất quạt ảnh chạy bàn khlát chẳng hết nè hay mà tôi đừng bê đại quạt chạp đam chân càng nghe quạt miên vây đình chê thì tớ quạt chạp đam đăng bằng phi sẵn cùng này cà rô nấu bà sân thì dương miên bọt bọt của con dương miên là vầy vầy hái ca để ai chạy bán cứ dương trân để chạy chỉ cùng nứt chỉ bàn nhà chỉ xong và đẹp chỉ lôi chỉ cặn trọc sống mặt ấy nhớ nè mà miền hay khá vinh cứ nâng tại ọt hiên chạy chẳng người không sử cung mình hạ sử cung na để ọt mình ọt để nẹ đài chạy hai ọt hiên chạy vì bố nó cũng nên bỏ quạt đẹp hiện trái nhưng phải hai chỉ miên tăng vì môn màu hay vậy đã bị xe nó cứ quạt khai thà trái tới vì khổ của ai thà vì môn máu quạt bỏ riêng sâu vì kru xa prap thà bờ dương mình che dương mình o cha thấy mình bạch trái gì đặc biệt chúng quạt mình nó cũng nên thà tôi thấy quạt o cha bằng quạt ai trái bằng tôi thấy quạt miền hồ hía bạn quạt chạy chạy bạn tôi thấy quạt là o lực cái bạn chạy chạy lệ bạn chứng chứng mình nó cứ maintain tới bọn con khác ai cập hiệp đã bảo xâm rạp chứ tôi sẽ nặng bọc nhóm chứng kết tha mình ai cập hiệp càng xong mà rồi phía rồi gì vì ai trong tham mình chúng cáo dương chạy hỏi bạn là dương ớt miên tầm luật này ca chạy tầm lệ sẽ đái cho mẹ đừng bỏ dương để miên á buộc cho miên mật phẹt trái quạt cho mẹ đừng cứ khăn à bà cái à tái không chẳng nào đọc nhẹ miên tầm bi tầm bay nhẹ chạy tầm lệ thì nhẹ là tây á hay mà chẳng luôn quạt chạy để xua non quạt tất quạt tha quạt mình hiên chạy cứ buộc luôn anh mình là o phóng rồi thì chạy ở kềm mách quận dây chân khi nhóm có quan trô này còn đấy thật tâm lúc khi nhóm có thật sai quạt thật quạt chìm một nút ọ cha bạc đã hỏi bà quạt mượn khơi nhật luôn anh ọ cha tế có quạt và bạc không ca vô mà chạy kề này chân sở rộp rùm ở vinh khi nhóm chân dây tha nẹ đa mình châu chất ở đây cũng chạy ẩm lết mình men chìa cũng hô hế bằng tay vì ai mà bị nọt cầm nịch bị đau máu á để quạt miền nọt cầm nứt không ca chạy như thế được gọi quạt chạy để khai hay chỉ biết xét và xin chỉ quạt chạy mà đong phong ở miền ca quảng trô
ឬក៏មានការសរសើរហើយទទួលបាននូវការបង្អាប់មកវិញនឹងជាបញ្ហាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ហ្នឹងតែអ្នកខ្លះគាត់ចែកដែរទោះបីបានការសរសើរមិនបានអីមិនបានគឺគាត់នៅតែចែកព្រោះគាត់មានបេះដូងគឺថាចែកម្លែកទៅហើយបងប្អូនដែលអ្នកទទួលហ្នឹងថាមានប្រយោជន៍ក៏យកទៅបើថាមិនមានទេក៏យើងបោះចោលទៅវាដែរទៅខាតស្អីតាមពិតគាត់អ្នកចែកនេះខាតទៅខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងការរៀបចំគំនិតខាតទាំងអង្គុយគិតណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះចែកចំណែកហើយទាំងចំណេះដឹងទាំងអ្វីដែលគាត់មានកថាអាចចែកបានហើយជឿទៅចែកហ្នឹងគឺជារឿងល្អហើយបន្តធ្វើទៀតទៅដើម្បីសង្គមរបស់យើងកាន់តែល្អហើយជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អក្នុងការរស់នៅទឹកចិត្តល្អក្នុងការចែករំលែកទៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងអំពីពីរប្រភេទនៃមនុស្សដែលចូលចិត្តការចែករំលែកនិងមួយទៀតមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែអ្នកមិនចូលចិត្តចែករំលែកក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់មានកំហុសឬក៏ខុសឬក៏អាក្រក់ដែរវាអាចមានបុព្វហេតុឬគុលនៅខាងក្នុងនោះបងប្អូនមានជាគំនិតយោបល់យ៉ាងណាអាចបញ្ចេញខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានបាទខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទផ្សេងទៀតជូនបងប្អូនទុកពិចារណានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ